Thank you.
Ngoài những món ăn rất là ngon do dịch vụ nấu ăn Cô Ba Dòng Dứa được phục vụ toàn thể quý vị quan khách, thì bên cạnh đó tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng của Điện Tử Sơn cùng dịch vụ trang trí tiệc cưới trọn gói Hoa Tươi Kiều cùng dịch vụ Hoa Minh cũng rất là vinh dự khi được về đây để được phục vụ buổi lễ vu quy của cô dâu Ngọc Huyền và chú rể Anh Khoa ngày hôm nay. Và cũng xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình cũng như là dịch vụ trang trí của Hoa Tươi Kiều, dịch vụ Hoa Minh, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình, chủ hôn, họ nhà gái đã tạo điều kiện cho anh em ban nhạc cũng là dịch vụ trang trí để được phục vụ buổi lễ. Một lần nữa xin cảm ơn gia đình, chủ hôn, họ nhà gái rất là nhiều.
À, kính thưa quý vị thân mến, và hôm nay đây Diệu Thu cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta có nhà ý giao lưu chương trình, xin hãy cùng đăng ký cho mình những ca khúc phù hợp với buổi lễ ngày hôm nay để cùng đến với chương trình nha quý vị nha. Vâng, và không để quý vị chờ lâu nữa thì chương trình Hát Với Yêu Thương chúc mừng buổi lễ vô quy của cô dâu Ngọc Huyền và chú rể Anh Khoa xin được phép được bắt đầu. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và để bắt đầu chương trình ca nhạc ngày hôm nay thì cho phép MC cũng xin được mở đầu qua một nhạc phẩm cũng rất là vui tươi, ca khúc Vùng Trời Bình Yên. Và ca khúc này Diệu Thu cũng xin được gửi tới cô dâu và chú rể của chúng ta, sẽ cùng nắm tay nhau đi đến vùng trời của bình yên, vùng trời của hạnh phúc. Ta thoát nhớ bông bò bò gió.
Dạ vâng, một lần nữa thưa sư cảm ơn tại quý vị đã lắng nghe rất là nhiều ạ. À, kính thưa quý vị thân mến, và để liên tục chương trình ngày hôm nay thì Diệu Thu xin trân trọng kính mời anh Bích Sơn. Rồi, kính thưa quý vị, và để liên tục chương trình xin mời tiếng hát của em Bích Sơn. Dạ. Dạ vâng, em Bích Sơn sẽ gửi tới toàn thể quý vị qua một nhạc phẩm được mang tên Yêu Anh Dài Lâu. Rồi mỗi tiết mục chúng ta có thể dành cho những vị khách thân yêu một tràng pháo tay thật lớn để khích lệ tinh thần được không ạ? À? Dạ vâng, xin cảm ơn rất là nhiều. Một nhạc phẩm mong một ngày anh nhớ đến em đúng không? À nếu như anh đến, dạ sẽ cùng vui lòng tiến về sân khấu.
Xin cảm ơn tiếng hát giao lưu của bé Ngọc rất là nhiều. Có một nhạc phẩm Nếu Như Ngày Anh Đến của anh Dũng ở đây, thì cho phép MC xin được cùng hỗ trợ song ca với anh qua một ca khúc nhạc trữ tình được mang tên Nhớ Người Yêu. Dạ xin mời quý vị hãy dành cho anh Dũng một tràng pháo tay thật lớn, kích lệ tinh thần được không ạ? Dạ vâng, em xin cảm ơn ạ. Nhiều đêm thức trọn nhớ thương em, nhớ qua làm sao biết ngõ tình, tay chẳng em nào bơ với mộng, nên tình thức tròn đêm nay để nhớ thương em. Anh nghe tình yêu nhắc nhở êm đềm, nhớ từng nụ cười anh mang, nhớ lời ngọt ngào áo em, tóc em thơm giấc ngủ dịu.
ước gì nhà mình ngăn cách, ước gì nhà mình chung gian hai đứa mình thức trắng đêm nay. Vâng ạ, xin cảm ơn rất là nhiều. Để góp chui trong chương trình danh mẹ hôm nay, theo lời yêu cầu của 7.777 khán giả, xin mời đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vĩnh Kim, xin mời Thúy Vy với nhạc phẩm được mang tên Hãy Đợi Đấy. Xin mời.